Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở tiết 1 và tiết 2. Ở trong cái tiết 2 thì thầy đã hướng dẫn cho các em cái cách bắt để chúng ta biết được cộng với lại cái hệ số B của nó là cái gì. Thì ở trong đây thầy đã chia sẻ rất là nhiều những kiến thức mà liên quan tới chương trình lớp 8 để chúng ta bắt cái chỗ mà 2AB á, để chúng ta xác định được cái hệ số B chúng ta cần phải cộng hoặc trừ. Đặc biệt là chúng ta cộng vào ở cái vế bên trái bao nhiêu thì cộng vào vế bên phải bao nhiêu. Thì trong clip trước là thầy đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Bạn nào chưa xem thì vào xem clip đó trước nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 3. Đó chính là công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Nghĩa là sau khi chúng ta đã có công thức để chúng ta tính delta, để mà giải phương trình bậc 2 này bằng cách tính delta, thì coi như chúng ta sẽ áp dụng công thức đó luôn để chúng ta giải, cho chúng ta không cần phải thêm bớt hay cộng trừ gì với hai vế cả. Sau khi chúng ta đã có công thức, được chưa nào? Thì để hình thành công thức á, thì chúng ta sẽ đi xây dựng công thức trước bằng cách làm theo các cái hoạt động của cái bài này, hoạt động 4 này. Xây dựng công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Hoạt động 4 này thực hiện lần lượt các bước sau để giải phương trình này. Câu A, chuyển hàng tử tự do sang vế trái. Đây, cái này người ta gọi là hàng tử tự do này. Tự do là thằng này này. Chúng ta chuyển vế trái là vế bên đây, vào vế phải. Nghĩa là vế bên đây, vế trái sẽ bằng vế phải. Như vậy chúng ta chuyển hàng tử tự do qua vế phải là vào đây. Như vậy câu A ta sẽ có là 2x bình trừ 8x ở đây sẽ bằng mấy? Sẽ bằng âm 3. Vậy đó, người ta yêu cầu cái gì thì chúng ta trả lời cái đó thôi. Câu B, chia cả hai vế của phương trình cho hệ số của x bình phương. Hệ số của x bình phương là hệ số 2 ở đây. Đây, là A chúng ta là bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ chia cho mấy? Chia cho 2. Như vậy ở đây người ta chia 2, đây chia 2 và đây chia 2. Các em hiểu không? Như vậy ở đây chia 2 thì nó mất số 2 này đi. 8 chia 2 là bằng 4x. Và đây sẽ bằng âm 3 phần 2. Đó, chúng ta làm giống y như là theo yêu cầu của người ta, đúng không? Tiếp tục, thêm vào hai vế của phương trình để nhận được ở câu B cùng số để vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Như vậy ở đây các em thấy đây là dấu trừ, thì chắc chắn chúng ta phải đưa về cái hàng hạnh thức, đó chính là gì? A trừ B tất cả bình phương sẽ bằng là A bình trừ 2AB cộng B bình. Có đúng chưa nào? Như vậy hệ số A người ta đây chính là X. Thầy đố em, đố với bài này, sau khi người ta phân tích ở đây là 4X theo cái thằng này thì ra là gì? 4X này nó sẽ ra được là 2 nhân X nhân 2. Như vậy hệ số B người ta đây chính là 2. Chúng ta lấy 2 này bình phương lên thì chứng tỏ đây người ta cộng vào 4 và bên đây người ta sẽ cộng vào 4. Cái việc phân tích này thầy đã làm ở trong clip ở tiết 2 rồi. Thì bây giờ thầy chỉ việc nói sơ qua chúng ta đã hiểu đúng không? Ở đây ta cộng 4, âm 3 phần 2 ở đây chúng ta sẽ cộng 4. Cộng với trái bao nhiêu thì cộng với phải bao nhiêu. Như vậy ở đây chúng ta ra được hàng hạnh thức, đó chính là x trừ 2 tất cả bình. Chúng ta lấy âm 3 phần 2 cộng 4. Có đúng không nào? Thì kết quả ở đây chúng ta sẽ bằng là 5 phần 2. Khi đó chúng ta sẽ giải theo cái dạng đặc biệt. Có dạng là A bình bằng B, em nhớ nè. Ta nhớ công thức ở đây là A bình bằng B. Thì suy ra ở đây là A sẽ bằng căn 2 của B. Và A này sẽ bằng là âm căn 2 của B. Nhớ lại công thức này. Như vậy thì ở đây ta áp dụng ở đây. Thì ở đây nó sẽ ra được là gì nè. Giờ tay thầy đụng vào máy quay em. Nó ra được ở đây là x trừ 2 sẽ bằng là căn 2 của 5 phần 2. Và x trừ 2 sẽ bằng là âm căn 2 của 5 phần 2. Đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta chuyển vế đầu dấu, chuyển thằng này qua. Như vậy x này sẽ bằng là 2 cộng đây căn bằng 2 của 5 căn 2 của 2. Tiếng ta trục căn thức ở mẫu đây nha. X này sẽ bằng 2 trừ căn 2 của 5 trừ căn 2 của 2. Đó. Tại vì chúng ta nhớ công thức về căn không? Cái này về học về căn bằng 2 chúng ta đã biết rồi. Chúng ta trục căn thức ở mẫu chỉ bằng 2 cộng ở đây nhân căn 2 của 2, đây nhân căn 2 trở thành căn 2 của 10 trên 2 sẽ bằng là 2 trừ căn 2 của 10 trên 2. Đúng chưa? Chúng ta quy đồng nữa là ra. Như vậy x này chúng ta lấy 2 nhân 2 đây là bằng 4 cộng căn 2 của 10 trên 2. Và x này sẽ bằng 4 trừ căn 2 của 10 trên 2. Xong. Cái chỗ này từ đây xuống đây là người ta trục căn thức ở mẫu. Từ đây xuống đây trục căn thức ở mẫu. Còn người ta quy đồng. Trình độ lớp 9 rồi mà cái đấy thầy sẽ nói qua thì người ta sẽ hiểu thôi. Đúng không? Ok chưa? Đó.
Các bước gần như thầy không có bỏ bước nào cả các em ha. Đây nha, ta xem đi cho nó rõ ha. Hoạt động 4 nè. Ta làm sau đó chúng ta kết luận. Được chưa? Rồi. Sau khi chúng ta làm đây xong, chúng ta đọc giùm thầy ở đây. Phần này chúng ta đọc giùm thầy ở đây nha. Thầy chỉ quan tâm tới công thức này. Thầy quan tâm tới công thức này. Nếu ta có phương trình dạng này, tính biệt thức. Ở đây nghĩa là khi mà người ta cho cái dạng phương trình ở đây là AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 rồi á, thì chúng ta phải xác định các hệ số A, B, C bằng bao nhiêu. Và chúng ta thế vào cái biệt thức này. Người ta cái này người ta đọc là biệt thức delta nha. Cái anh này được đọc là delta. Nghĩa là đầu tiên chúng ta phải tính delta trước. Và nếu như ra giá trị, nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt là x1, x2. Ở đây là x1 là chúng ta thế như là trừ b cộng căn 2 của delta chia cho 2a. X2 là trừ b trừ căn 2 của delta chia 2a. Rồi, ở đây thầy sẽ làm một bài luôn để cho chúng ta thấy và áp dụng ở chỗ đây nha. Ví dụ này, thầy cho ví dụ như là đây là x bình trừ 3x cộng cho, ở đây thầy cộng 2 này bằng 0. Thì bây giờ thầy sẽ áp dụng để làm cho các em tất cả các phần này để chúng ta thấy nha. Ở đây hệ số này, ABC này, A đây người ta không ghi là hệ số 1 này. B đây chính là âm 3 này, C đây bằng 2. Bây giờ thầy sẽ thế cho biệt thức delta này nha. Như vậy chúng ta tính delta này, chúng ta ghi lại là B bình phương. B bình phương ở đây chính là âm 3 bình phương trừ 4 này. 4 đây chính là một hệ số cố định rồi này. 4AC, A chúng ta là 1, C chúng ta là 2. Như vậy âm 3 bình phương chúng ta là 9 trừ đây cho mấy? Trừ đây cho 8 thì bằng 1. 1 này lớn hơn 0. Số 1 này sẽ lớn hơn 0. Tại vì delta chúng ta tính ra giá trị là 1 thì nó sẽ lớn hơn 0, thì phương trình này sẽ có hai nghiệm phân biệt. Nhưng mà khi đó hai nghiệm chúng ta này, x1 sẽ bằng là trừ b, trừ này, cái dấu trừ đây là của nó. Còn b chúng ta là âm 3 thì trừ của trừ 3 này, cộng căn bậc 2 của delta, delta chúng ta là bằng 1, chia này 2a này, 2 nhân ở đây cho 1, a chúng ta bằng 1 này. Tại vì delta, giá trị delta chúng ta này tính ra bằng 1 này, căn 2 của 1 là căn 2 của delta này. Chúng ta tính ra x2 cũng sẽ bằng là trừ b, trừ cho trừ 3 đây, trừ cho căn 2 của delta là căn 2 của 1, chia 2a ở đây nhân cho 1. Rồi ok, chúng ta tính ra này, trừ trừ thành cộng là 3, căn 2 của 1 bằng 1, bằng 2, ở đây 4 chia 2 là bằng 2 này, ở đây là 3 này, trừ đi cho 1 chia 2 kết lại bằng 1. Như vậy ở đây chúng ta có hai giá trị nghiệm, ta đã chính là 2 với lại là 1. Được chưa? À, đơn giản là thôi. Còn nếu ta tính ra delta mà bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép, nghĩa là x1 bằng x2 luôn. Hai nghiệm này sẽ bằng nhau và nó sẽ bằng trừ b trên 2a. Còn nếu delta mà ta tính ra là mà nó là bằng nhỏ 0 thì phương trình vô nghiệm. Thầy lấy ví dụ này. Ví dụ x bình phương trừ cho 2x cộng 4 đi bằng 0 đi. Bây giờ thử chúng ta tính delta này nha. Delta sẽ bằng b bình phương trừ 4ac đúng không? À, b chúng ta đây chính là âm 2 trừ 4 nhân a, a ta hệ số đây là 1, c ta là 4. Như vậy đây ra được là 4 trừ cho 16 thì kết quả đây là âm 12, nhỏ hơn 0. Thầy kết luận ở đây là phương trình vô nghiệm. Tại vì hệ số đây delta là bằng 12, nhỏ hơn 0. Rơi vào trường hợp thứ ba là phương trình vô nghiệm. Hiểu chưa? Đó rất là dễ luôn em. À, sau khi chúng ta đã có, và đặc biệt chúng ta phải học thuộc lòng này nè. Học thuộc lòng nha. Cái này cực kỳ quan trọng. Cái này quan trọng. Tại vì lên chương trình cấp 3 chúng ta vẫn áp dụng là cái này. Áp dụng liên tục ạ. Hiểu chưa? Nên bắt buộc cái phần này chúng ta phải học thuộc lòng nha. Ok, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ví dụ 5 này. Người ta cho phương trình này, xác định các hệ số ABC. Đây chính là A này, đây chính là B này, và đây chính là C. C đây chính là âm 1 nha. Tính biệt thức delta, áp dụng công thức nghiệm để giải phương trình này cho. Như vậy thì ở đây chúng ta áp dụng này, đây b bình phương trừ 4ac, người ta thế vô này,
B bình phương này trừ 4 này, A người ta bằng 3 này, C người ta bằng âm 1 này, kết quả bằng 61. Như vậy vì ở đây giá trị delta thì 61 lớn hơn 0 nên sẽ có hai nghiệm phân biệt. Trừ B cộng căn 2 của delta chia 2A, nghĩa là 2 nhân 3 này, 2 nhân 3 bằng 6 này, chỗ này nghĩa chúng ta ngầm hiểu là 2 nhân 3 này, thằng này sẽ là 2 nhân 3 này. Quan trọng công thức thuộc là ok. Ví dụ 6, giải các phương trình sau. Nhìn vô đây chắc chắn sẽ có nghiệm kép này, tại vì đây người ta đưa về hàng đẳng thức này, nó đơn giản là a x trừ 3 tất cả bình phương này, chắc chắn là có nghiệm kép. Tại vì người ta tính ra delta bằng 0 này, cái thằng này là vô nghiệm, nghiệm từ từ nè, cái thằng này là vô nghiệm này. Tại vì nãy thầy đã chỉ em rồi, giải phương trình này. Bây giờ thầy sẽ giải em lần lượt nha, luyện tập nào. Ở đây chúng ta nên xác định hệ số thì chúng ta vẫn trước nha. Ở đây hệ số A đây bằng mấy, bằng 2 này, B bằng âm 5 này, và C đây bằng 1. Bây giờ chúng ta tính delta này. Delta có phải bằng B bình phương trừ 4AC không? Chúng ta phải nhớ công thức nha, không nhớ công thức là thua. B bình phương nghĩa là bằng âm 5 bình phương trừ 4 này, A chúng ta bằng 2 này, C chúng ta bằng 1 này. Như vậy đây bằng 25 trừ cho 8, kết quả đây bằng 17. 17 này lớn hơn 0, bằng 0 hay nhỏ hơn 0? Thằng này lớn hơn 0, chứng tỏ nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Như vậy thì nghiệm thứ nhất x1 sẽ bằng là gì? Trừ b ở đây b người ta bằng âm 5, cộng căn bậc 2 của delta là 17 chia cho 2a, 2 nhân 2. Nhưng mà cái này sẽ bằng là gì? 5 cộng căn 2 của 17 chia mấy? Chia 4. Được chưa? Và cái nghiệm thứ hai, x2 sẽ bằng trừ cho trừ b này, trừ b này, trừ căn 2 của delta chia 2a sẽ bằng là gì? 5 trừ căn 2 của 17 trên 4. Xong. Tí nữa về phần bấm máy tính thì thầy hướng dẫn luôn. Chắc thầy hướng dẫn bấm máy tính luôn nha, để kiểm tra nghiệm của bác này luôn. Ta nhìn này, ta mở lên. Để mà tính á, chúng ta bấm menu này, bấm phím menu trước. Chúng ta bấm phím 9. 9 ở đây nó ra được là 1 là hệ phương trình, 2 là phương trình, thì chúng ta sẽ bấm phương trình là bấm số 2. Ở đây là phương trình đa thức bậc bao nhiêu? Ở đây là bậc 2, bậc 3, bậc 4. Nếu bậc 2 chúng ta bấm số 2, bậc 3 bấm số 3, bậc 4 bấm số 4, ta bấm số 2. Đó, bây giờ chúng ta nhập này. Ở đây cái hệ số chúng ta là A chúng ta bằng 2, B bằng âm 5 và C bằng 1. Ngay chỗ đây là hệ số A, ngay chỗ đây là hệ số A, đây là hệ số B và đây chính là hệ số C. Như vậy ở đây chúng ta nhập này, 2, chúng ta bấm dấu bằng. Dấu bằng ở đây biểu thị là cái phần Enter để chúng ta nhập số liệu đó. 2 bằng này, đó, âm 5, ta bấm dấu âm ở đây, âm 5, chúng ta bấm dấu bằng. Đây 1, ta bấm số 1, ta bấm dấu bằng. Rồi, tới đây, nó đã ra cái phương trình ta đúng không? Bây giờ tiếp tục ta bấm dấu bằng này, ra nghiệm này, x1 này, thấy chưa? Bấm tiếp dấu bằng nữa, x2. Như vậy cái bài mình đã đúng chưa? Đấy, x2 này, x1 này, đây giá trị nhỏ nhất, đây giá trị nhỏ nhất này. Đó, rồi cái đấy chúng ta đừng quan tâm. Đó, bây giờ muốn thoát ra nha, muốn thoát ra chúng ta bấm menu, bấm menu, bấm số 1 là nó thoát ra trở lại ban đầu. Ta nhớ cái ấy nhờ, nhớ cái phím tắt nhờ, ta bấm menu này, menu, chúng ta bấm 9, ta bấm số 2. Đây, thầy bấm lại này, menu 9, 2, rồi chúng ta bấm 2 tiếp nha, menu 922. Nhớ lại cú pháp này, đang áp dụng cho cái máy tính Casio FX580VNX nha. Khi chúng ta nhập số liệu thì nhớ, để nhập vô thì chúng ta bấm dấu bằng này, để chúng ta nhập vô trong máy tính đó. Tại vì chúng ta có cái phần 4 là phần bấm máy tính, bà túi, thì thầy chỉ luôn thì chúng ta biết luôn nha. Ok, rồi câu A xong nha, ta sang câu B. Câu B ở đây thì hệ số A chúng ta đây là bằng 1, B bằng 8 và C là bằng 16. Delta sẽ bằng là B bình trừ 4AC sẽ bằng là 8 bình trừ cho 4 nhân 1 nhân cho bao nhiêu? 16. Chứng tỏ bằng 64 trừ 64 là bằng 0. Chứng tỏ nó sẽ có nghiệm kép.
Như vậy ở đây là có nghiệm kép thì bằng x1 bằng x2 sẽ bằng là trừ b trên 2a, đúng không? Trừ b chúng ta là bằng trừ 8, 2a nghĩa là 2 nhân cho 1, nhưng mà kết quả chúng ta sẽ bằng là âm 4. Xong câu b á. Bây giờ thử bấm máy tính thử nha. Ở đây chúng ta sẽ nhập trong máy tính này, chúng ta bấm lại menu 1 đi, trở lại màn hình ban đầu này. Chúng ta sẽ bấm menu 9 2 2, ok, để nhập hệ số như là 1 bấm dấu bằng, 8 bấm dấu bằng, 16 bấm dấu bằng. Đây, nó chỉ ra x chứ không phải là x1, x2. X ở đây nghĩa là có nghiệm kép này, chúng ta hiểu chưa? Đó, bây giờ chúng ta muốn thoát lại bấm menu 1. Xong, tiếp tục. Ở câu C, câu C đây là gì? X bình phương trừ x cộng 1, nghĩa là hệ số A, hệ số A người ta bằng 1, B bằng âm 1 và C đây bằng 1, đúng không? Như vậy delta sẽ bằng là B bình trừ 4AC. Như vậy B bình là âm 1 bình trừ 4 nhân A nhân C. Như vậy kết quả đây sẽ bằng 1 trừ 4 là bằng âm 3. Cái này nhỏ hơn 0, chứng tỏ phương trình này là vô nghiệm, không còn phải giải. Vô nghiệm này thôi, không giải, chứ không phải bài nào nó không có nghiệm đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta thử bấm máy tính nó ra cái gì. Ta bấm menu 922. Ở đây ta nhập vô là 1 bằng âm 1 bằng 1 bằng. Rồi ta bấm. Nghe nó này, nếu trên máy tính này á, nó ra ở đây là x1, 1 cộng căn 2 của 3y 1/2. Các em thấy chữ y không? Nếu các em thấy chữ y đây chính là số phức. Số phức ở chương trình lớp 12 người ta mới học mà có chữ y này, nghĩa là nó vô nghiệm. Nó sẽ vô nghiệm. Cứ thấy có chữ y là nó sẽ vô nghiệm. Có chữ y này, chứ không phải ghi cái này vô là tào lao là sai nha. Đó, đó thấy chưa? Nó cứ thấy chữ y đây là vô nghiệm này, để mà kết luận nha, chứ không phải ghi cái thằng này vô nói quả sao mới tính tao nó cũng ram x1 x2 mà sao ông thầy nó vô nghiệm là tào lao tầm bậy. Cái y đó chính là số phức, mà số phức là lên chương trình, mà lớp 12 mới này không có số phức em. Lớp 12 cũ mới có số phức, còn chương trình lớp 12 mới này không có số phức nha. Ok, vô nghiệm. Đây, câu A, câu B, câu C. Thầy đã giải chi tiết nhưng thầy cũng đưa ra để chúng ta thấy. Rồi, tiếp tục em. Ở đây người ta hỏi gì nữa nè. Thử thách nhỏ này. Có thể nói gì về nghiệm của phương trình bậc 2 x mũ 2 cộng 7x cộng c nếu a và c trái dấu? A và c trái dấu nghĩa là gì? Nếu a mà dương thì c trái dấu thì nó phải là âm, đúng không? Tại vì hai thằng này như thế này trái dấu, nghĩa là a nhân c chắc chắn sẽ là âm, thì khi đó mới trái dấu được. Trái dấu nghĩa là một anh âm và một anh dương, hoặc là ví dụ a mà nhỏ hơn 0 thì c này phải lớn hơn 0, trái dấu. Thì lúc đó sẽ có hai nghiệm phân biệt, có hai nghiệm phân biệt. Thầy lấy ví dụ này, các em nhìn này, ví dụ như cái bài này, nếu a và c trái dấu thì phương trình của chúng ta luôn luôn có hai nghiệm phân biệt, được chưa? Cái điều này chúng ta có thể chứng minh được em. Chúng ta có thể lấy ví dụ luôn á. Đây, được chưa? Trên đây nói chung là thầy đã giải thích cho các em rồi. Trái dấu thì thằng này sẽ lớn hơn không? Lớn không thì thằng này delta nó sẽ lớn không, mà delta lớn không thì phương trình nó luôn luôn có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Trái dấu nghĩa là a nhân c sẽ nhỏ hơn không, nên khi ta nhân cho âm 4 vô thì chắc chắn cái chiều này sẽ quay lại, tại vì theo bất phương trình là các em. Bất phương trình khi nhân với dấu âm thì nó sẽ quay lại thành dấu dương này. Hiểu chưa? Theo bất phương trình đó. Rồi ok, ta ghi thầy phần chú ý này vô. Nó gọi là công thức nghiệm thu gọn. Công thức nghiệm thu gọn khi nào? Khi cái hệ số B ta là chẵn.
Nếu B chúng ta là chẵn thì chúng ta mới áp dụng công thức nghiệm thu gọn này nha. Còn nếu mà cái B này mà lẻ thì chúng ta không áp dụng được. Nhớ chưa? Nếu B này là chẵn, nghĩa là B này bằng 2B phẩy. Nghĩa là ví dụ nè, ví dụ như là x bình phương cộng cho 4x trừ 5 bằng 0 đi, thì hệ số B chúng ta đây chính là B chúng ta là bằng 4. Thì khi đó cái B phẩy của chúng ta sẽ bằng 4 chia 2 là sẽ bằng 2. Chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này. Áp dụng công thức này. Đó, B phẩy này. Cứ B phẩy này bằng cách lấy B chia 2. Nghĩa là cái B phẩy này sẽ bằng là B chia 2. Giùm này. Đấy, tại vì B sẽ bằng 2 lần B phẩy. Thì B phẩy này sẽ bằng là B chia 2. Ví dụ hệ số B chúng ta đây là 4. Thì khi đó B phẩy chúng ta bằng 2. Thì chúng ta thế chỗ đây là chỉ là 2 bình phương này. Khi đó chỗ đây không có số 4 nữa, nó chỉ có AC thôi này. Thì người ta gọi là công thức nghiệm thu gọn là như vậy. Kiếm nhìn nè, âm B phẩy cộng cho đang, nhớ chỗ đây không có số 2 nhé, ta phải học thuộc. Học thuộc chúng thầy. Ok chưa? Rồi. Ở đây chúng ta đi sang ở ví dụ 7. Xác định A, B phẩy C rồi dùng công thức nghiệm thu gọn. Như vậy ở đây các em thấy B này, B của chúng ta là bằng 6. Thì chứng tỏ cái B phẩy sẽ bằng là B chia 2, sẽ bằng 6 chia 2 là bằng 3. Như vậy cái hệ số của nó đây là A sẽ bằng 2, B phẩy sẽ bằng 3 và C này sẽ bằng 1. Nhớ, nếu nó là số chẵn thì chúng ta chia 2 ra. Thì khi đó nhớ delta phẩy á, delta phẩy sẽ bằng là B phẩy bình phương trừ cho AC. Như vậy thì B phẩy bình phương là bằng 3 bình phương trừ ở đây cho gì? AC nghĩa là bằng 2 nhân 1. Như vậy người ta lấy 9 trừ cho 2 là bằng 7. Thằng này lớn không? Có hai nghiệm phân biệt. Tương tự như vậy. Ở đây này, người ta nhìn nè. Hệ số người ta đây là âm. Cái B người ta là âm 4 căn 2 của 3. Suy ra cái B phẩy người ta sẽ lấy thằng này chia 2. Âm 4 căn 2 của 3 chia 2 sẽ bằng âm 2 căn 2 của 3. Như vậy cái hệ số người ta đây là A sẽ bằng mấy? Bằng 1. Người ta không ghi nghĩa đây là bằng 1. Hệ số B phẩy sẽ bằng âm căn 2 của 3. Vậy C chúng ta đây chính là bằng 10, 12. Ta ráp vô công thức là người ta tính ra. Ở trong đây người ta đã tính cho em rồi. Nhưng quan trọng là cơ bản người ta phải biết cách xác định hệ số B phẩy này. Hiểu chưa? Đó. Còn ở đây á, cái việc bấm máy tính mở túi thì người ta biết rồi. Ví dụ người ta kiểm tra này. Ví dụ cái phương trình này, ta bấm menu 922 và chúng ta nhập vô là 1 âm 4 căn bậc 2, căn 2 chúng ta bấm chỗ đây của 3, đóng đơn lại chỗ đây, ta nhập vô đó, 12 bằng đây đó, x1 bằng 2 căn 2 của 3, đây là đây, đây. Ở đây ra x nghĩa là nó có nghiệm kép này, thằng này có nghiệm kép này, còn ở đây là giá trị nhỏ nhất rồi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất đâu kệ nó, chúng ta đừng quan tâm, ta chỉ quan tâm tới cái nghiệm của nó thôi. Bấm menu 1 trở lại này. Hiểu chưa? Ta đi sang phần luyện tập 6 em. Cái này dễ lắm. Cái này dễ cực kỳ em. Rồi bây giờ câu A này, ta xác định luôn nha. Hệ số A ta là bằng 3. Hệ số B phẩy, B phẩy các em sẽ lấy 8 này. Em lấy 8 chia 2 sẽ bằng mấy? Bằng 4. C ta bằng mấy? Bằng âm 3. Như vậy cái delta phẩy, cái delta phẩy là bằng theo công thức ta là B phẩy bình phương trừ AC. Ở đây sẽ bằng là 4 bình phương trừ AC, A ta là 3 nhân ở đây cho âm 3. Như vậy delta phẩy chúng ta là bằng 16 trừ với trừ là thành cộng. Ở đây 9 đúng không? Sẽ bằng 25, lớn hơn không? Chứng tỏ nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Như vậy x1 của chúng ta là bằng B phẩy cộng căn 2 của delta phẩy chia cho A. Nhớ công thức nha. Ở đây ra 4 cộng căn 2 của 25 chia A là 3. Còn cái x2 của chúng ta là bằng gì? Âm B phẩy. Cái đó thành là trừ chứ. Đây trừ B phẩy, đây trừ đấy. Trừ cho căn 2 của delta phẩy trên cho A. Trừ 4 trừ căn 2 của 25 chia cho 3. Như vậy chúng ta tính đây, trừ 4 ở đây cộng 5 trên 3, kết quả ở đây sẽ bằng là 1 phần 3 đúng không? Còn thằng này sẽ bằng là âm 4 trừ cho 5 trên 3 trừ 9 trên 3 là bằng âm 3.
Sau khi chúng ta tính xong, chúng ta nên dùng máy tính vào túi để chúng ta kiểm tra thử mình làm có đúng hay không nha. Menu 922. Ở đây là 3 8 âm 3. Đây, 1/3 với lại là âm 3, chính xác. Ok, rồi. Tiếp tục. Ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Ở đây là x bình phương cộng 6x. Như vậy ở đây là hệ số A chúng ta là 1, B phẩy chúng ta là bằng là âm 3 căn 2 của 2, đúng không? Tại vì lấy này chia lấy 6 căn 2 của đâu phải âm, dương mà. 6 căn 2 của 2 chia cho 2 là bằng 3 căn 2 của 2. Bỏ dấu âm này, C chúng ta sẽ bằng 2. Như vậy cái delta phẩy chúng ta sẽ bằng là 3 căn 2 của 2 bình phương trừ cho AC nghĩa là 1 nhân 2. Thằng này bình phương đây là 9 nhân 2 là bằng 18, 18 trừ cho 2 là bằng 16. Cái này lớn không? Tiếp tục chúng ta lại tính được cái gì? X1 trừ B phẩy cộng căn 2 của delta phẩy chia cho A. Trừ B phẩy nghe trừ 3 căn 2 của 2 cộng căn 2 của 10, delta phẩy là 16 chia A là 1. Thì thằng này nó ra được ở đây là trừ 3 căn 2 của 2 cộng đây cho máy 4, đúng không? X2 sẽ bằng trừ B phẩy trừ căn 2 của delta phẩy chia cho A. Trừ 3 căn 2 của 2 trừ cho căn 2 của 16 chia cho 1. Trừ 3 căn 2 của 2 trừ 4 ở đây. Bấm máy tính này. Menu 922. 1 6 căn 2 của 2 2. Đây, đúng chưa? 4 nè. Đúng chưa? Đây là kết quả này nè. Còn thằng này là kết quả này nè. Quá chính xác luôn. Ok. Đây nha. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải cái bài toán mở đầu. Cái bài toán mở đầu ấy thì chúng ta nhớ là nó ra được cái phương trình là 4x bình trừ 88x cộng cho 160 bằng 0, đúng không? Còn cái việc lập luận tại sao nó ra cái này thì ở trong clip ở tiết đầu tiên là thầy đã nói rồi. Như vậy ở đây chúng ta chia 4, đây chia 4, đây chia 4 thì nó ra được ở đây là gì? X bình phương trừ 22x cộng cho 40 bằng 0. Ở đây hệ số B chúng ta là số chẵn nên thì chúng ta nên tính delta phẩy. Như vậy thì ở đây chúng ta xác định hệ số A chúng ta bằng 1. Khi chúng ta làm chúng ta không cần phải ghi cái này đâu. Hệ số B chúng ta lấy âm 22 chia 2 là bằng âm 11. Và hệ số C chúng ta là bằng 40. Ta tính delta phẩy cho thầy. Bằng âm 11 bình phương trừ cho AC 1 nhân ở đây cho 40. Như vậy ở đây sẽ bằng là bao nhiêu? 121. 121 mà trừ 40 là bằng 81. Đây lớn hơn 0. Như vậy ra được ở đây là x1. X1 sẽ bằng là trừ cho trừ 11 cộng căn 2 của 81 chia cho A là 1. Như vậy ra bằng 11 cộng cho 9 chia 1 là bằng 20, đúng không? X2 sẽ bằng là trừ cho trừ 11 trừ đây cho căn 2 của 81 chia 1 sẽ bằng là 11 trừ 9 chia cho 1 là bằng 2. Nhưng mà cái này người ta loại này, tại vì cái điều kiện của chúng ta, cái này lấy này, cái điều kiện x của chúng ta, x của chúng ta lớn hơn 0 và nhỏ hơn 16, thằng này 20 loại, ta lấy này. Như vậy x chúng ta bằng mấy? X ta bằng 2 mét. Được chưa? 2 mét. Xong. Ta thử bấm máy tính thử nha. Ta bấm luôn phương trình này luôn đi. Menu 922 4 trừ 88 160 đây 20 với lại 2. Số 20 chúng ta loại nha. Chúng ta lấy 2 mét thôi. Tại vì điều kiện người ta đã cho các em rồi. Đây nha. Còn cái bài chi tiết thì đó, ít điều kiện người ta là từ 0 tới 8 nha. Thầy xin lỗi, 0 tới 8. Ta thì bấm vô màn hình lại để các em ghi chép nha.
là tới phương trình nè. Thì giờ giải luôn nè. Rồi ok. Bây giờ chúng ta xem phần 4 luôn, tìm nghiệm cái này dễ. Cái này thì tùy theo loại máy tính nha. Ở đây với loại máy tính cầm tay, sau khi mở ta bấm phím mode 53, cái loại đây thì loại cái loại gì nhỉ? Cái loại cũ hay sao ta? Chứ như ở trên máy của thầy thì nó phải là menu menu, nhớ này. Đối với dòng này thì phải là menu 922, bấm 2 lần số 2 thì ra này. Sau đó ta nhập bằng cách bấm dấu bằng. Ví dụ bấm thằng này là bấm 2, bấm dấu bằng trừ 5 trừ 4. Đây. Thấy chưa nào? Tùy theo dòng máy em nha. Thoát ra bấm menu 1. Máy này kiểm tra đi, tùy theo dòng máy thôi em. Ở đây thầy sẽ bấm cho em cái chỗ này để nó ra thử bao nhiêu luôn nha. Lại xong câu A này, chúng ta bấm menu 922, ở đây là người ta nhập vô hệ số là 5, bấm dấu bằng 2 căn bậc 2 của 10, đóng ngoặc ở đây, bấm dấu bằng 2, bấm dấu bằng, đây ra nghiệm kép này, nó ra nghiệm kép này. Như vậy cái thằng này nó ra được ở đây là nghiệm kép, chỉ có một nghiệm ít là âm căn 2 của 10 trên 5 thôi. Được chưa? Còn cái thằng này bấm menu 1 thoát ra, bấm menu 922 3 âm 5 7. Thấy có chữ Y đây không? Thấy có chữ Y đây nghĩa là vô nghiệm này, vô nghiệm này. Cứ thấy có chữ Y chắc chắn là vô nghiệm. Vô nghiệm này. Tiếp tục tới thằng này. Menu 922 4 âm 11 1. Đây. Nghiệm ở đây nó có hai nghiệm, nghiệm thứ nhất là x1 là 11 cộng căn 2 cộng 105 trên cho 8. x2 sẽ bằng là 11 trừ căn 2 105 chia 8. Xong. Vậy thôi, dùng máy tính vào túi chúng ta bấm. Đã chưa? Xong. Đây. Tùy theo loại máy tính em nha. Tùy theo loại máy tính. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.